Sáng nay, Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam Singapore v tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn V-Ship đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Các cấp công đoàn V-Ship đã tích cực phối hợp, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động giám sát thực hiện pháp luật lao động, ổn định quan hệ lao động tại các doanh nghiệp, qua đó tạo được sự tin tưởng gắn bó của đoàn viên người lao động, củng cố và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn VSIP tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân lao động, đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng lấy đoàn viên công đoàn, người lao động làm trung tâm để xác định nhiệm vụ, củng cố sức mạnh của tổ chức công đoàn từ nền tảng sức mạnh của tập thể người lao động, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.